Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam, thực tế.vn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với các nhà tài trợ của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi công và khánh thành công trình giếng khoan nước sạch tại hai điểm trường đặc biệt khó khăn của huyện Đam Rông, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công công trình giếng khoan tại điểm trường mầm non Dơ Lê, xã Phi Liêng, đồng thời tổ chức lễ khánh thành công trình giếng khoan tại điểm trường mầm non Pang Dung, trường tiểu học Đạ Nàng. Tổng kinh phí thực hiện hai công trình giếng khoan này là 120 triệu đồng. Được biết, đây là điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông, còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề nước sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Khi được đưa vào sử dụng, Công trình giếng khoan nước sẽ giúp thầy cô, học sinh nhà trường bớt khó khăn trong việc có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Qua đó, góp phần tạo điều kiện học tập giảng dạy tốt hơn. Dịp này, hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ đã tổ chức trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tặng phụ huynh và học sinh, trao 30 suất học bổng tặng học sinh vượt khó hiếu học tại điểm trường Păng Dung, tổng giá trị quà tặng là 65 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình gương sáng hiếu học cho học bổng tặng sinh viên Phạm Hoàng Giang, trường Đại học Hồng Tháp. Tại chương trình này, đơn vị tài trợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp đã cho học bổng trị giá 12 triệu đồng tặng cho sinh viên Phạm Hoàng Giang. Ngoài ra, Hoàng Giang còn được lãnh đạo các ban ngành và hội khuyến học huyện, xã cùng các nhà hảo tâm tặng thêm phần quà trị giá 11,4 triệu đồng. Ban tổ chức hy vọng thông qua suất học bổng với những phần quà của các nhà tài trợ cùng các tổ chức cơ quan đơn vị sẽ giúp cho em phần nào vơi bớt khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn Hoàng Giang cùng tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và học tập, rèn luyện tốt hướng tới tương lai tươi sáng hơn. 100 sinh viên đến từ 34 trường đại học trên khắp cả nước đã tới Đại học Fulbright bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động ASEAN Social Impact Program 2023, dự án tác động xã hội Đông Nam Á năm 2023 do cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID tài trợ. Mỗi năm, chương trình tập trung vào một chủ đề dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Năm nay, chủ đề của chương trình là Hướng tới tương lai không rác thải. Các sinh viên tham gia chương trình sẽ được dự các buổi đào tạo về nguyên tắc không rác thải, được kết nối với các chuyên gia đầu ngành và sẽ tham quan mô hình về phát triển bền vững ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giảng viên Đại học Fulbright sẽ đào tạo các bạn về những kỹ năng phát triển sáng kiến, quản lý dự án. Gần 100 sinh viên được chia thành 10 nhóm làm việc cùng nhau để đưa ra các sáng kiến nhằm kiến tạo cuộc sống theo nguyên tắc không rác thải. Ba nhóm có các dự án phù hợp sẽ nhận được tổng cộng 230 triệu đồng từ USAID để đưa ra sáng kiến của mình thành hiện thực. Thời gian triển khai trong 3 tháng. Các sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính hiệu quả, khả thi và bền vững. Ông Bradley Bestside, Phó giám đốc USAID Việt Nam cho rằng rất dễ nhận thấy những tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức sâu sắc được những tác động này và bắt đầu hành động. Vì thế, theo Phó giám đốc USAID Việt Nam, những sự kiện như ASEAN Social Impact Program 2023 sẽ thực sự là nơi bắt đầu cho những sự thay đổi khi thu hút được những người trẻ tham gia và đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cho các vấn đề môi trường hiện nay. Vừa qua thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 trong đó thì bài thi cao điểm nhất đạt 1.133 điểm. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 đã được trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố trên website sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Ngay bây giờ, thí sinh đã có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay có hơn 42.000 thí sinh tham dự, tỷ lệ dự thi trên đăng ký là 96% trong đó hơn 28.500 thí sinh đã dự thi đợt 1. Phổ điểm của kỳ thi đợt 2 gần như trùng với phổ điểm của kỳ thi đợt 1 với điểm trung bình của thí sinh là 650,4 điểm, 109 thí sinh trên 1.000 điểm, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.133 điểm. Kết quả phân tích độ phân biệt của đề thi đợt 2 cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh cao, đa số câu hỏi đều nằm trong nhóm câu hỏi có độ phân biệt tốt và rất tốt. Độ phân biệt của đề thi theo đúng cấu trúc đề thi đã được thiết kế. Trong kỳ thi đợt 2 năm nay, có hơn 60% thí sinh dự thi tham gia từ đợt 1 và kết quả những thí sinh này không thay đổi nhiều so với đợt thi trước đó. Điều này thể hiện đề thi có tính ổn định cao. Cũng theo ông Nguyễn Quốc Chính, tính chung cho cả hai đợt thi năm 2023, có hơn 100.000 thí sinh dự thi. Đánh giá về phổ điểm, ông Chính nhận định, phân bố điểm của các thí sinh trong hai đợt thi có dạng phân bố chuẩn và trải rộng, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình quyển học Việt Nam của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam, thực tế.vn. Kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.